Thì bây giờ mình nói nhích một chút nữa, mình nói cái người xuất gia đó, thí dụ như mình từ cái người cư sĩ mình có một cái niềm tin đối với Tam Bảo, mình xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia đó là không có giữ hạnh xuất gia, mà bận cái áo này rồi đó thì mượn đạo tạo đỡ, à, nuôi thân á, tà mạng, lúc nào cũng gần gũi Phật chữ, nói tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, tôi cần cái này, tôi cần cái nọ, đúng không? Để mà lấy cái tiền của người ta. À, bây giờ tôi cần có cái thất, tôi cần xây thêm cái chùa, tôi cần cái này thế nọ. Nhưng mà thực chất cái người này đó không phải là lo cho Tam Bảo, mà lợi dụng cái Tam Bảo để mà chiếm hữu cái riêng tư của mình. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, phải nhìn suốt qua cái áo này đó. Đây là cái người đã có cái áo này mà có đúng cái hạnh lành của cái áo này không? Còn nếu không đó, họ sẽ là phàm tăng hướng hạ, họ không có giữ giới đâu. Và nếu mình không có sáng suốt đó thì chính mình cũng đọa theo. Mình đang gia đình mình đang yên ổn thế này nè, người thân trong gia đình mình đã vui vẻ cho mình đi tu một ngày Chủ Nhật, cho mình đi công quả, bây giờ bao nhiêu tiền mình đem vô mình đưa hết, bây giờ nó trắng tay ra thì cái gia đình của mình nó xào xáo tới giường nào. Và cái người thân của mình người ta lên án cái chùa chiền đó ra làm sao, mặc dù chùa chiền không có chủ trương cái đó, nhưng mình vô đó mình gặp cái chuyện này ra đó thì cái người nhà mình nó có một cái suy nghĩ không đúng về cái Tam Bảo rất là nhiều, và cái đó là mình phải chịu chứ ai chịu. Thành ra mình tưởng mình vào một cái chỗ mà nó thắp sáng cái đời sống tâm linh của mình, nhưng chỉ cần lệch một chút thì nó tối thui.